Dạ bây giờ tụi em xuống đây là dập dách rồi. Dạ cứ phục vụ coi như là bạn bè của chú rể cũng như là quý vị và khách còn ngồi tại đây để cùng chung vui với gia đình. Đó là niềm vinh dự lớn lao của gia đình của chú rể. Dạ anh em cho chúng cháu phục vụ một vài tiết mục rồi chú Thanh sẽ giới thiệu tất cả anh em ở đây bước lên để cùng vui cùng hát với ban nhạc Vắc Cường. Và sau đây thì Minh Khang sẽ đến tận hiệu bởi vì một trích đoạn mang tên Đêm Lạnh Chùa Quan. Chúng ta cùng lắng nghe. Sơn ca, hãy uống đi trung tâm biệt, chung sau cùng còn ngốt ngao tình nghĩa, rồi hận thù sẽ nhân lúc tình ta. Nếu biết ngày mai nét rượu chia xa thì ngày xưa kia đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu tiếng đưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay không cay đắng nổi. Không bước vào đường yêu thì đâu tan giờ giấc mơ đầu. Bao xuyên nơi đợt mà sao cũng vàng ngàn cái xui chúng ta phải đổi ngã đôi đường. Chút lát nữa tay mình chia cách dù đơn trình tông biết một lần sầu tê buốt đôi môi đôi sông dời dời nhân đôi duyên tình. Cảm ơn anh trai đã tặng hoa cho em và cảm ơn rất nhiều ạ. Một mối tình ngang trái sẽ đi vào cõi chết hôm nay. Sơn ca, tại sao chúng mình lại chia biết đằng nhau trong khi anh và em cùng một lòng? Khi hai chúng ta không thù không oán, hoàn cảnh chi đâu mà cay nghiệt bao tàn. Cùng sâu thẳm của hai tâm hồn hai kẻ yêu nhau, em hãy rụng sâu và trốn lấp niềm đau khi phải cúi đầu tuân theo màn số. Không, em không thể chấp lại quy quyền của hắn mà em phải về thọ tội chịu. Một bếp lửa hồng mà cùng cháy dở, một ngôi chùa quan phế cô liêu. Kỷ niệm cuối cùng của chúng mình đất đai, từ hôm nay và mai đất sau này. Thì vâng xin cảm ơn rất nhiều ạ. À.